Chào quý vị các bạn, thì ở các clip trước á, thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại súng nguồn sơn, nồi trộn bơm sơn, rồi dây dẫn sơn vân vân. Thì hôm nay qua clip này á, thì công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng súng R77F30. Đây là cái dòng súng phun sơn cỡ lớn của hãng Rona Đài Loan, chuyên dùng phun keo, phun các sơn đậm đặc và phun các sản phẩm có bề mặt lớn. Thì đây nó sẽ có hai dòng, một dòng là R77S30 là dòng súng cái bình ở phía dưới, cốc đựng sơn là 1 lít là 1000ml. Thì giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ xem cái súng phun sơn R77S30 này. Thì chúng ta sẽ có đây là cây súng phun sơn, rồi chúng ta sẽ có một cái catalog này, rồi chúng ta có cái bàn chải với lại cái cà lê với lại con ốc hơi. Rồi đây là chứng nhận của hãng nè. Rồi tiếp nữa chúng ta sẽ có cái cảnh báo, rồi cái hướng dẫn sử dụng này, bạc lít này. Đó, hướng dẫn sử dụng này. Rồi đây chúng ta sẽ có cái súng phun sơn R77S30. Đây, ta nhìn này. Đó, súng phun sơn R77S30 của hãng Rona Đài Loan. Thì với cái dòng súng này á, thì đây chúng ta sẽ có cái nút chỉnh lượng sơn nhiều ít này, lượng hơi nhiều ít này. Nút chỉnh cái độ trụng xòe nè. Đây là nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít này. Cò bóp sẽ có hai nấc, một nấc ra hơi và nấc ra sơn. Đây là đường vào sơn, đây là đường vào hơi. Thì chúng ta sẽ thấy ở trên này nó sẽ có 6 lỗ xé tơi sơn này. Rồi cái nắp chụp nó sẽ có số 30 này. Đó, chúng ta mở cái nắp chụp ra. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái số 3.0. Đó, số 3.0 là kim bét 3.0. Rồi cái cốc đựng sơn của cái súng này sẽ là cái cốc RC-1 1000ml. Đây, chúng ta sẽ có cốc đựng sơn RC-1 1000ml nhé. Chúng ta sẽ thấy đây, trong lòng cốc này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn cái cốc đựng sơn này vào. Với cái súng này á, thì chúng ta có thể sử dụng cái cốc đựng sơn này, hoặc là chúng ta có thể gắn nó vào bơm sơn hoặc nồi trộn đều ok hết. Rồi, chúng ta gắn vào. Đây, chúng ta sẽ có cái súng phun sơn R77S30 của hãng Rona Đài Loan. Thì cái dòng súng phun sơn này á, do cái bét nó lớn, phải nói là đây là cái dòng, nếu mà dòng súng phun sơn cầm tay là bét lớn nhất rồi. Thì nó có thể sử dụng để phun keo, phun sơn hoặc là phun các cái hóa chất, rồi phun các cái chất lỏng đậm đặc. Thì ngoài các cái dòng súng này á, thì nó còn các cái loại bình bên trên, phía trên, bên hông 400ml. Thì ngoài cung cấp cái sản phẩm này, công ty Vigo chúng tôi còn cung cấp tất cả các sản phẩm thiết bị phun sơn và thiết bị công nghiệp. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất, giới thiệu các cái sản phẩm mới nhất, thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt quý khách. Chúc quý khách thành công.